Sự thật, dùng mứt táo để nấu dầu gội mọc tóc và giảm rụng ấy ấy không phải như các chị em nhìn thấy đâu nha. Những quả tròn tròn mà lại dính vào với nhau như thế này là bồ hòn tươi đang chuẩn bị được phơi khô để nấu những mẻ dầu gội gửi đến hàng nghìn khách hàng. Nhiều anh chị khi đặt dầu gội có hỏi tụi em là có nhiều bọt không, sợ là dầu gội thiên nhiên thì không có bọt, không có công dụng làm sạch da đầu hiệu quả, gội vào khéo lại còn làm nhanh bết tóc. Câu trả lời nằm ở chính loại quả có khả năng tạo bọt tự nhiên này đấy ạ. Phần thịt của bồ hòn có chứa tới 18% saponosis kết hợp cùng dầu béo, vitamin D, A có hoạt tính bề mặt rất mạnh, là nguyên liệu trong dầu gội sẽ làm sạch được toàn bộ bề mặt da đầu, tăng khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng lên tới 90%, rút ngắn thời gian phục hồi tóc yếu, tóc hư tổn. Bồ hòn, bòn bọt và bảng thành phần đến từ vỏ bưởi rừng, bồ kết, mần trầu, hà thủ ô tạo nên dòng dầu gội bồ kết, ả đào giảm rụng và bưởi rừng nhanh mọc tóc. Loại dầu gội thiên nhiên phù hợp với tất cả mọi loại da đầu. Chần chờ gì nữa mà chưa đặt ngay hôm nay. Đừng sống chung với một mái tóc mỏng và thưa nữa nha các anh chị em ơi.